làm quen không khán giả? Cũng rất là phong độ, nhưng mà MC phải đứng ra là bước nữa. MC đứng trong đó cũng thắc mắc một chuyện lắm. Lúc nãy me cái chị rớt hàng ra đó, chưa được. Mà không biết sao bạn Nam Nguyễn của chúng ta có cái bí quyết gì mà tới ba nữ bu MC có một nữ mà giờ bỏ mất tiêu rồi. Anh nghĩ lắm đó. Trời ơi, đi ráng đi kiếm thêm trái tim gắn vô mới chào chịu á. Là sao? Em đó ráng kiếm một trái tim đỏ nữa không? Một trái tim đâu có đủ đâu, hai trái tim mới đủ. Vậy hả? Vâng, một lần nữa, một tràng pháo tay cho bạn Nam Nguyễn của chúng ta. Và tiếp theo chương trình sẽ là ca khúc Tiếng Trên Trời của các bạn.